Trị sẹo rỗ, sẹo lõm, đặc biệt là những trường hợp sẹo lõm lâu năm để đạt được hiệu quả cao thì vẫn còn là một cái vấn đề khá là thách thức đối với cả người trị liệu cũng như là khách hàng. Cùng với các cái phương pháp điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm khoa học từ trước tới nay mà chúng ta vẫn biết như là lăn kim, phi kim, cắt đáy sẹo rỗ, chấm, sử dụng cái dung dịch chấm sẹo hay là sử dụng các loại kem để hỗ trợ điều trị sẹo rỗ, thì trong khoảng 10 năm trở lại đây, phương pháp laser soi fractional được ứng dụng rất là nhiều trong các cái điều trị thẩm mỹ và da liễu, và đặc biệt là nó cũng được ứng dụng trong điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm khá là nhiều. Mặc dù fractional CO2 là một phương pháp điều trị công nghệ cao, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu quả cho những người điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, tuy nhiên thì rất là nhiều trường hợp sau khi điều trị thì cái hiệu quả không đạt được như mong muốn, hiệu quả thấp, và rất là nhiều trường hợp thì không mang lại hiệu quả, và đôi khi là còn có những cái biến chứng, những cái tác dụng phụ như là tăng sắc tố, như là mất sắc tố. Bên cạnh hiệu quả không đồng nhất đó thì cái chi phí dịch vụ điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm bằng cái công nghệ laser soi fractional tại các bệnh viện, các cái phòng khám da liễu hay là các cái thẩm mỹ viện ấy, thì còn khá là cao. Rất là nhiều bạn đặt ra câu hỏi là vậy thì liệu laser soi fractional có thực sự hiệu quả trong điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm hay không, và nên sử dụng như thế nào trong các điều trị về da, về điều trị sẹo rỗ để có thể đạt được hiệu quả cao nhất, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Và tôi là bác sĩ Ninh. Các bạn đừng quên bấm vào đây nút đăng ký kênh, nút subscribe để đăng ký kênh của bác sĩ. Cái câu hỏi được đặt ra là laser soi fractional có thực sự hiệu quả trong điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm hay không? Chúng ta biết là laser soi fractional là một cái hệ laser được cải tiến, thế hệ mới, nó có rất là nhiều những cái chế độ điều trị mới cũng như nhiều cái ưu điểm. Và chúng ta cũng biết rằng là fractional CO2 là một cái phương pháp điều trị rất là hiệu quả cho các cái trường hợp trẻ hóa da, xử lý những vấn đề da liễu, thẩm mỹ nông ở trên bề mặt, như là những trường hợp bị dày sừng, những trường hợp mà da bị sần sùi, thô ráp, các cái vấn đề liên quan đến những cái nếp nhăn nông ở trên da, ở vùng dưới mắt, ở vùng cổ, và nó sẽ giúp cho cái tái tạo bề mặt cũng như là tăng sinh cái lớp collagen được rất là tốt, rất là hiệu quả trong những cái trường hợp mà trị liệu các vấn đề ở lớp nông trên bề mặt. Tuy nhiên là các cái vấn đề ở lớp sâu như là bây giờ điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm hay các vấn đề liên quan đến dạng da thì cái hiệu quả còn rất là nhiều cái vấn đề và sẽ phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Về cơ chế thì fractional CO2 có khả năng giúp kích thích tăng sinh collagen, tái tạo các sợi mô liên kết ở những trường hợp mà da bị lão hóa hay là những người mà bị sẹo rỗ, sẹo lõm. Nhưng mà tại sao rất là nhiều trường hợp điều trị bằng fractional CO2 lại không mang lại được nhiều hiệu quả không cao, thậm chí là rất là nhiều những vấn đề tai biến sau khi điều trị nó? Thì sau đây là một số lý do khiến cho sẹo của bạn không đầy lên khi bạn điều trị bằng cái công nghệ laser fractional CO2. Thứ nhất là bạn đã lựa chọn điều trị không phù hợp với cái dạng sẹo. Cái dạng sẹo rỗ đấy nó không phù hợp cho điều trị laser CO2 và nó hiệu quả rất là thấp. Thứ hai là cái tuổi của sẹo nó quá cao, quá sơ và rất là chắc rồi, thì khi đó fractional CO2 sẽ rất là khó hiệu quả. Cái vấn đề thứ ba là nếu chỉ đơn thuần trị liệu riêng lẻ laser soi fractional cho các loại sẹo mà các bạn đã lựa chọn được thì cái hiệu quả của nó đạt được cũng rất là thấp. Lý do thứ tư là lý do mà rất quan trọng, nó chính là cái nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái việc các bạn điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm bằng CO2 fractional mà không hiệu quả, đó chính là khi trong quá trình trị liệu, nếu mà các bạn tạo những cái vi tổn thương bằng laser fractional CO2 mà không đạt được tới cái ngưỡng lâm sàng có hiệu quả thì sẽ không có hiệu quả nào xảy ra ở đây cả. Vậy thì để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình các bạn trị liệu sẹo rỗ, sẹo lõm, làm đầy nó lên bằng cái việc bắn laser soi fractional thì các bạn lưu ý một chút, nhắc lại một chút là thứ nhất, điều trị sẹo là một quá trình và các bạn phải kết hợp các phương pháp đó với nhau, và soi fractional trị liệu cũng phải kết hợp với các phương pháp khác. Nó chỉ là một cái phương pháp cảm ứng collagen để giúp cho việc là kích thích tăng sinh collagen ở đấy sẹo lõm được tốt hơn, được liên tục hơn mà thôi. Tuy nhiên là gì? Hãy nhớ một điều, nếu mà tất cả những trường hợp cái sơ sẹo mà không được phá, không được giải phóng ra thì chúng ta có sử dụng phương pháp nào, lăn kim, phi kim hay là fractional CO2 thì nó cũng không mang lại được hiệu quả cao. Lưu ý thứ hai là
hãy lựa chọn những cái trường hợp sẹo cho nó phù hợp với lại trị liệu CI Fractional. Những cái dạng sẹo nông, dạng dẹo sần ở trên bề mặt hay là những cái dạng sẹo lòng chảo thì nó sẽ dễ đạt được cái hiệu quả khi bạn trị liệu hơn. Đối với những trường hợp mà tuổi sẹo cao, sơ dẹo chắc, rỗ nhọn, những cái sẹo sâu, đơn lẻ, sẹo đáy vuông thì laser CI Fractional cũng hiệu quả rất là thấp. Nên các bạn lưu ý thứ ba để các bạn trị liệu có hiệu quả được tốt hơn trong các trường hợp sẹo rỗ, sẹo lõm, và các bạn hãy chọn cái chế độ siêu sung hoặc là siêu cực sung để các bạn có thể điều trị thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Bởi vì trong cái chế độ siêu sung và siêu cực sung thì cái khả năng đạt đến cái ngưỡng điểm cuối lâm sàng đi sâu xuống để kích thích tăng sinh collagen tại cái vị trí sẹo rỗ, sẹo lõm thì nó rất là dễ dàng. Và thứ hai là nó sẽ giảm thiểu tối đa những cái nguy cơ tác dụng phụ do nhiệt, do quá nhiệt, do tổn thương quá nhiều hay là diện rộng. Bạn sẽ rất là dễ dàng cũng như là dễ kiểm soát cái ngưỡng điểm cuối lâm sàng hiệu quả. Vì vậy, nó sẽ giúp cho cái quá trình trị liệu được diễn ra tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nếu mà các bạn quan tâm đến những chủ đề hay những cái vấn đề gì liên quan đến chỉ sẹo rỗ, sẹo lõm, trẻ hóa da hay là da liễu thẩm mỹ thì các bạn vui lòng hãy bình luận xuống phía dưới để đừng quên subscribe, đăng ký kênh của bác sĩ một cách miễn phí nhé. Để các bạn có thể cập nhật nhiều những cái kiến thức, những cái chia sẻ bổ ích về sức khỏe, về thẩm mỹ, về da liễu. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ. Xin chào!